Xin chào các bạn đã đến với kênh Netizen Reacts. Các bạn thân mến, trong thời gian qua, cộng đồng mạng quốc tế đã không khỏi bất ngờ trước những bước đi táo bạo và đầy khôn ngoan của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam không chỉ nổi bật với những thành tựu kinh tế mà còn thể hiện bản lĩnh vững vàng trong lĩnh vực ngoại giao. Và đặc biệt rằng, từ lâu Việt Nam đã rất nổi tiếng với nghệ thuật ngoại giao khôn khéo với những nhà ngoại giao nổi tiếng thế giới như Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình, Xuân Thủy, Phạm Bình Minh. Việt Nam là một quốc gia hiếm hoi cho thế kỷ 21, có quan hệ tốt với gần như tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, bất kể thể chế chính trị, sắc tộc hay tôn giáo. Cụ thể, Việt Nam chúng ta đã làm được những điều gì mà các nước khác khó lòng làm được? Mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Việt Nam cân bằng ngoại giao với hai anh lớn Mỹ và Nga. Có lời đồn rằng Việt Nam như là cô gái có thân hình được cong chữ S nóng bỏng, nhà mặt phố bố làm to, nên anh nào cũng thèm thuồng, cũng muốn có. Cô ấy anh nào cũng thính, nhưng mà không thuộc về anh nào cả. Nghe có chút mùi chắp đơn các bạn nhỉ? Thế nhưng để làm được thì rất khó, còn khi đã làm được rồi thì cũng nhiều cái lợi lắm. Và sự thật là như vậy, cho dù Mỹ và Nga có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, thì Việt Nam luôn được cả hai nước này xem trọng và có những chính sách ưu đãi chú ý đặc biệt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đánh giá cao quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam luôn là một trong những mối quan hệ năng động và quan trọng của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ vừa qua. Còn với Nga thì khỏi phải nói rồi, như một người anh cả bao năm vẫn có mối quan hệ tương thân tương ái với nhau, mà có phải nước nào cũng được đón những vị máu mặt đến thăm như Việt Nam khi liên tục đón ông Obama, ông Donald Trump, ông Biden, rồi ngài Putin đâu. Điều đó thể hiện tầm quan trọng cũng như là sức hấp dẫn của Việt Nam chúng ta hiện tại. Nhưng việc làm sau đây mới là đỉnh này các bạn. Mấy ai cứng được như Việt Nam chúng ta. Chơi với gã láng giềng bụng bự Trung Quốc, mặc dù cô đọng lại trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc là 16 chữ vàng, láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Thế nhưng, thực tế cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất chi là căng thẳng. Như kiểu nổi áp suất, bên ngoài thì có vẻ bình thường, thân thiện, nhưng bên trong Việt Nam luôn có những sự cảnh giác và đề phòng. Ngoài mặt thì bạn thân, nhưng thực chất thân ai người ấy lo. Chưa kể chỉ cần sơ hở một chút, có khi láng giềng sẽ lo hộ luôn thân của Việt Nam. Có thể hữu nghị, có thể hợp tác, nhưng riêng về chủ quyền thì không thể nhân nhượng. Đặc biệt trong vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, khi gã láng giềng trời chiều âm mưu xâm chiếm lãnh thổ nhà mình, thì Việt Nam sẵn sàng chiến đấu giữ vững chủ quyền. Đây chính là một nét đặc sắc trong ngoại giao của Việt Nam chúng ta. Đó là nghệ thuật cây tre lạt mềm buộc chặt, cứng mềm đúng lúc đúng chỗ. Việt Nam còn chơi với cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Chắc chắn các bạn đều biết là Hàn Quốc không ưa gì Nhật Bản và ngược lại, Nhật Bản cũng ghét xứ củ sâm, ghét cay ghét đắng là đằng khác. Hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản tuy cùng dưới một cây dù, đó là Mỹ, nhưng mối quan hệ thì cơm chẳng mấy lành, canh chẳng mấy ngọt. Thế nhưng với Việt Nam thì khác, dù Hàn Quốc đầu tư nhiều vào Việt Nam, thiết lập quan hệ tốt với Việt Nam, nhưng cũng không vì thế mà Nhật Bản ghét Việt Nam, thậm chí còn dành nhiều ưu đãi hơn cho Việt Nam. Như đã nói, Việt Nam là một cô gái đẹp, hết mấy anh phương Tây rồi lại đến mấy anh châu Á cũng đều thèm muốn cả. Nice. Và tiếp theo là một anh chàng sống ẩn dật với thế giới nhưng lại rất thân với Việt Nam, đó là người bạn Triều Tiên. Tuy Triều Tiên đã từng chỉ trích Việt Nam rất nặng nề khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, nhưng sau tất cả, Việt Nam, Triều Tiên vẫn có một mối quan hệ tốt đẹp và âm thầm minh chứng chính là chuyến thăm hơi công kềnh bằng xe lửa của Chủ tịch nước Triều Tiên Kim Jong Un ghé thăm Việt Nam, điều mà rất hiếm khi xảy ra. Để thấy rằng Triều Tiên cũng đặt Việt Nam vào một vị trí không phải dạng vừa. Còn đối với Hàn Quốc, dù Việt Nam chơi thân với Triều Tiên, nhưng mà Hàn Quốc xem đó là một sợi dây gắn kết góp phần thúc đẩy Hàn gắn mối quan hệ với Triều Tiên. Và có thể thấy giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là mối quan hệ không đội trời chung. Nhưng mà Việt Nam chúng ta cũng không hề ngại mà vẫn chơi tuốt. Một điều mà có lẽ hiếm có quốc gia nào trên thế giới có thể làm được. Đôi khi họ né còn không kịp, huống chi là lao vào. Bởi để chơi được với cả hai thì thực sự rất cần khéo léo, vừa mềm mỏng mà cũng vừa phải cứng rắn, dứt khoát. Nếu không thì có thể thành gây thù chuốc oán với cả hai bên vì chúng ta ở giữa. Mà cũng giống như Hàn Quốc và Triều Tiên thì anh bạn Ấn Độ Cà Ri và anh bạn Pakistan thủ nhau như nước với lửa, đe nhau như cơm bữa. Tuy nhiên, Việt Nam với chơi ngon lành mà không có nước nào cảm thấy hậm hực. Là anh trai mưa của Lào. Quan hệ của Việt Nam với Lào cực kỳ tốt đẹp và có chiều sâu, thậm chí nó còn được ví như là một mối quan hệ vĩ đại có 102 trên thế giới.
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi bên nhau như là anh em sinh đôi, chỉ cách nhau một dãy núi, nhưng cùng chung dòng nước Mekong, có mối quan hệ truyền thống và gắn bó lâu đời. Người dân hai nước còn coi nhau như anh em ruột thịt. Cơ mà đoạn này hơi văn chương một tí, nhưng mà nó đúng các bạn ạ. Mối quan hệ của hai nước được đặt nền tảng bởi những vị lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc. Chưa hết đâu, từ trước tới nay, Việt Nam luôn hỗ trợ Lào rất nhiều trong việc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng. Ngược lại, Lào luôn ủng hộ Việt Nam về mọi mặt trên trường quốc tế. Đúng là anh trai mưa quá chiều em gái mưa nhỉ? Ngoại giao của Việt Nam chúng ta đang khiến cho cư dân mạng quốc tế ngỡ ngàng và bật ngửa. Vậy cụ thể họ đã nói những gì? Mời các bạn cùng mình theo dõi phần tổng hợp bình luận dưới đây nhé! Đầu tiên là bình luận của anh hàng xóm Trung Quốc. Việt Nam luôn nói về hòa bình và hợp tác, nhưng thực tế lại chỉ muốn lợi dụng các tổ chức quốc tế để nâng cao vị thế của mình. Chẳng qua chỉ là một quốc gia hám lợi. Đàm phán linh hoạt, có lẽ Việt Nam chỉ biết cúi đầu và chấp nhận mọi điều kiện từ các cường quốc để được tồn tại mà thôi. Xây dựng quan hệ chiến lược với các quốc gia lớn ư? Chỉ là cách để Việt Nam dựa dẫm vào các nước mạnh hơn, tự lực canh sinh chắc là không làm được. Đổi mới từ năm 1986, chẳng qua là vì Việt Nam không còn lựa chọn nào khác, sau khi thất bại với mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Việt Nam tự hào về những điều này, nhưng thực tế là một quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn và luôn bị các cường quốc chèn ép. Hãy nhìn vào thực tế, không phải những lời tuyên truyền hoa mỹ, Việt Nam chỉ đang tự đánh bóng tên tuổi mà thôi. Họ gọi đó là ngoại giao khéo léo, chúng tôi gọi đó là sự yếu đuối và thiếu tự tin. Việt Nam cứ sống trong ảo tưởng của mình đi, thực tế là không ai thực sự quan tâm đến những thành tựu của họ. Việt Nam có thể là người hùng trong mắt một số nước nhỏ, nhưng trong mắt chúng tôi, họ chỉ là một quốc gia nhỏ bé và yếu đuối. Việt Nam nghĩ rằng mình có thể trở thành một quốc gia quan trọng trên bản đồ thế giới, đúng là một giấc mơ viển vông. Các bạn thấy đó, sự ganh ghét với Việt Nam luôn hiện hữu trong mắt đa số cộng đồng người Trung Quốc. Còn đối với các nước phương Tây thì sao? Cùng xem họ nói gì nhé! Việt Nam đã đi một chặng đường dài kể từ sau chiến tranh. Bây giờ họ thực sự đã trở thành một người chơi quan trọng trong ngoại giao quốc tế. Việt Nam biết cách tận dụng các tổ chức quốc tế để nâng cao vị thế của mình. Đây là một chiến lược thông minh. Chính sách đối ngoại của Việt Nam thực sự là một mô hình đáng học hỏi cho nhiều quốc gia khác. Việt Nam đã chứng minh rằng ngay cả những quốc gia nhỏ cũng có thể có tiếng nói lớn trên trường quốc tế nếu họ biết cách chơi đúng. Họ thực sự hiểu được giá trị của việc xây dựng quan hệ ngoại giao mạnh mẽ và đa dạng. Việt Nam đã cho thấy rằng ngoại giao không chỉ là về sức mạnh quân sự mà còn là về khả năng đàm phán và xây dựng liên minh. Thật ấn tượng, Việt Nam thực sự đã chứng minh được sức mạnh ngoại giao của mình trên sân chơi quốc tế. Chính vì Việt Nam có quyền tự chủ và họ giữ vững chiến lược trung lập, không ngả về bên nào, nên ít nhiều cũng khiến các nước khác phải nể họ. Việt Nam là quốc gia không thể đùa được đâu. Hãy nhìn cách họ giành lại đất nước từ tay các siêu cường quốc cho đến vị thế hiện nay trên trường quốc tế mà xem. Và tiếp theo là một điều vô cùng đặc biệt mà những nước lớn phương Tây, Nhật Bản hay Trung Quốc đều không thể làm được như Việt Nam chúng ta. Các bạn hãy cùng xem đó là điều gì nhé! Idol Việt Nam ở châu Phi. Ai cũng biết Nhật Bản là cường quốc về công nghiệp ô tô. Hàng năm họ sản xuất cả triệu chiếc ô tô và đem nó đi khắp thế giới. Nên công nghiệp ô tô là niềm tự hào của Nhật Bản. Dĩ nhiên, họ đã đem niềm tự hào đó đến châu Phi, nơi nổi tiếng bởi hai thứ chiến tranh và nghèo đói. Lẽ dĩ nhiên là ô tô thì không ăn được, người nghèo thì càng không thể mua được ô tô. Và dù ô tô có xuất hiện ở châu Phi, thì người dân châu Phi vẫn cứ nghèo, vẫn cứ đói. Đó là một sự thật. Còn đối với người Trung Quốc thì họ cầm đồng tiền đến châu Phi. Dĩ nhiên là thông qua các khoản vay khổng lồ, các khoản vay như là một sự hứa hẹn với chính phủ châu Phi. Vay tiền về sự thịnh vượng, về cái bánh vẽ khổng lồ sau những khoản vay ấy. Người ta không ngần ngại mà vay tiền của Trung Quốc. Thậm chí, đó có thể là bẫy nợ công. Nhiều chính phủ vỡ nợ phải nhượng lại bến cảng, đất đai cho Trung Quốc. Người châu Phi vẫn cứ nghèo và đó vẫn là sự thật. Phương Tây thì đem gì đến cho châu Phi? Nói hoa mỹ một tí thì đó là nhân quyền. Nhưng mỗi khi hai từ nhân quyền ấy vang lên thì có lẽ mỗi người dân châu Phi lại thấy kinh. Không có thứ gì đắt giá như nhân quyền kiểu phương Tây. Còn Việt Nam chúng ta đem đến cho người dân châu Phi được những gì?
có vẻ như một người hùng thầm lặng chưa bao giờ được truyền thông quốc tế ca ngợi và biết đến. Nhưng Việt Nam đã làm được những điều mà cả Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản đều không thể làm được. Đó là độc lập, lúa gạo, y tế, giáo dục và viễn thông. Ba tiếng Điện Biên Phủ là tiếng súng mở đầu giúp 17 nước châu Phi giành độc lập. Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ là những điều làm động lực cho người châu Phi tự do. Việt Nam chúng ta cũng đã chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho các quốc gia châu Phi, giúp họ trồng ra cây lúa gạo. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyên gia nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi, phần nào giúp người dân châu Phi no bụng. Việt Nam đem đến cho châu Phi hạ tầng viễn thông giúp liên lạc thông suốt, hay như Việt Nam đem đến cho châu Phi sự giúp đỡ về y tế. Những bác sĩ quân y Việt Nam ngày đêm cứu giúp nhân dân châu Phi, những người lính Việt Nam còn là thầy của các em nhỏ. Châu Phi dạy họ con chữ, dạy họ biết đến một đất nước Việt Nam xa xôi nhưng luôn đồng hành cùng với họ. Bạn cứ nhìn cách mà người dân châu Phi nhìn các chiến binh mũ nổi xanh mà xem, ánh mắt họ luôn hiện lên sự cảm ơn rạng rỡ. Đặc biệt là những năm gần đây, Quang Ninh Vlog cùng với team châu Phi một lần nữa cho thấy tình cảm của người Việt Nam dành cho bạn bè châu Phi, khi anh chàng cùng với những người bạn của mình đã giúp đỡ người dân bằng cách tạo công ăn việc làm, dạy trồng cây, đem cả con chữ đến cho người dân nữa. Các bạn thử nhìn cảnh người dân mỗi lần thấy người Việt Nam xuất hiện thì vui mừng như thế nào. Hội nhóm nào cũng có dấu chân của Việt Nam. Mới nghe qua tiêu đề, mình tin là nhiều bạn thấy nhột nhột vì hình như là nói mình, rằng nhóm nào trên mạng xã hội cũng có mặt thì phải. Và nhìn rộng ra một chút, Việt Nam cũng đang enjoy khá khá các hội nhóm, nhưng không phải là trên mạng xã hội mà là các tổ chức quốc tế. Điển hình đó là Liên Hợp Quốc, tổ chức này thì khỏi nói siêu to khổng lồ. Tuy nhiên, có một điều khá là tự hào rằng 4 trên 5 nước của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều từng ăn ngập hành của Việt Nam. Thứ hai là ASEAN. Việt Nam từng đánh mấy nước đầu sỏ của ASEAN te tua, nổi tiếng nhất là phi vụ hỗ trợ Campuchia giải quyết Pol Pot. Mỹ cũng đã từng tìm mọi cách ngăn cản Việt Nam vào WTO, nhưng sau cùng Việt Nam chúng ta vẫn là thành viên của hội nhóm này. Các bạn thân mến, những điều mà Việt Nam dám làm trong ngoại giao không chỉ thể hiện sự khôn khéo và linh hoạt của một quốc gia nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính nhờ những bước đi táo bạo và kiên định này mà Việt Nam đã giành được sự nể phục và tôn trọng từ các quốc gia khác. Chúng ta với tư cách là những công dân Việt Nam hãy cùng tự hào và tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp này để đưa đất nước ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Netizen Dress. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi và bình luận thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.